các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Rim lột xác từ ngoài vào trong, đi cùng với dệt áo rất là chất chơi. Cái chiếc rim độ hôm nay chắc chắn sẽ khiến cho nhiều bạn xao xuyến trước cái sắc vóc hấp dẫn của nó. Khi ngoại được tân trang giọng mới, thì chiếc rim này còn được nâng cấp giữa bộ đồ chơi và cả bài độ nội công, đem đến cái cảm giác lấy thích thú cho người chủ khi cầm lái. Thay vì tận dụng tài năng bản, người thực hiện cái chiếc rim độ hôm nay lựa chọn cái mẫu tài năng của Tekawa, có kiểu dáng nịnh mắt hơn nhiều so với chiếc bình bề ngoài ống bẫy sang trọng. Bao tay thì tận dụng cái dòng mạch Super Cup C105, nó xịn sò hơn bao tay xin ở chỗ gắn được cái gù inox. Trước mắt anh em đang thấy chính là cái đồng hồ Omar Racing, hiển thị một thông tin liên quan tính quá trình vận hành qua màn hình LCD sắc nét. Viên đồng hồ đã bị tháo gỡ hoàn toàn để lộ những chi tiết nhằm gai cực kỳ hố trên cái bề mặt Mika. Cái bộ điện nhâm Excel ASEAN trông vô cùng liền lạc với những cái bộ phận trên cái dàn chân như đùm, giáo phục, cắp sang vân. Với cái chất liệu từ nhôm hợp kim 6 chất lượng nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Excel ở Malaysia. Càng thắng, cái chốt xỏ và cái núm chỉnh ở bộ phận thắng đùm của chiếc rim hôm nay nó được trao chuốt bằng những món đồ chơi làm từ inox CNC 47, đẹp mắt hơn hẳn phụ tùng nguyên bản. Yếu tố nổi bật nhất dàn chân phiên bản rim đầu hôm nay không gì khác ngoài cặp phục Holden HO 67 số chứng minh cái bình dầu khí nén hầm hố. Ngoài ra trên cặp phục còn có thêm chén CNC đẩy lò xo lên cao tí, hạn chế nguy cơ bị cả cấn với hợp sinh khi nhúng nhảy. Hầu hết các chi tiết ốc trên cái chiếc rim hôm nay đều tận dụng ốc inox gia công, vừa nhẹ ốc zin vừa không gặp tình trạng bị đĩa xét. Bên trong động cơ của chiếc rim hôm nay được nâng tầm với một cái bài độ là full 110, rất nổi tiếng về cái độ bền và cái sự ổn định, hiệu năng cũng vượt trội hơn rất nhiều so với nguyên bản. Bên ngoài động cơ được nhấn nhá bởi những chi tiết nắp đầu bò CNC, nắp nồi CNC có bộ titan, tăng thêm có chút hoành tráng xịn sò cho vị trí này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Honda Way lột xác bức cố cùng ngô hơn 70 triệu, nhìn như là xe zin cực đẹp. Cái chiếc Way chọn hôm nay là một trong những cái dòng đời Way 105S của Bình Hải được nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam. Sau một cái màn phục dựng ngoại mục thì chiếc rim giờ đây đã trở nên quyến rũ và đẹp cái sự khiêu gợi dù có tuổi đời sắp xỉ gần 20 năm. Nhìn kỹ ở đây chúng ta thấy chiếc xe cảm nhận được một cái sự tỉ mỉ tâm huyết đến từ người thợ dọn. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút rất cẩn thận. Trên xe còn một vài món đồ chơi nhỏ nhỏ làm vài điểm nhấn nhẹ nhàng. Nhìn kỹ dàn chân trước của con xe, anh em phát hiện ra đây chính là cái dầm mâm của Daytona, một cặp mâm nhôm đúc được xếp vào hạng nhẹ nhất dành cho các dòng xe nhỏ. Số lượng hiếm ở Việt Nam nên giá thành của cặp mâm này đôi lúc được đẩy hơn con số 20 triệu. Cái chú heo xin được chiều chuộng, tô điểm bằng những chú ốc gió xe già màu xanh sắc sảo. Đĩa thắng trước được người chủ chia sẻ là dòng đĩa của Rainbow Moto 3 với cái lồng màu vàng nòng súng, một vài chi tiết đĩa chưa mình gặp bao giờ hết. Cái chi tiết máy cũng được người chủ tô điểm bằng những cái chi tiết nắp CC sắc lẹm, không những đẹp mắt mà nó còn làm cho quá trình tản nhiệt chiếc xe tốt hơn nhờ vào phân bố dày đặc của những khe tản nhiệt. Cái cabo được chế tác hoàn toàn vật liệu titan. Thông qua những cái mô hàng vẽ cán rất là sắc sảo, chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được cái sự sắc sảo của chiếc cabo này. Cái dàn chân sau xuất hiện một vài điểm nhấn như càng thắng của Tekawa sáng bóng. Thêm một cái chút gia vị nữa cho dàn chân là tận dụng cái mâm Daytona, thì anh chủ lựa chọn cái dòng mâm là BAT để tạo ra cái sự bất đối xứng trông vô cùng lạ mắt. Phuộc sau là cái dòng ni trinh bình dầu trên gắn hoàn toàn nhiên xin cho cái dòng phổ thông nhà Honda như Way, Rim, Cup hay là 67 mà không cần phải chế cái phần dàn chân hay khóa dàn áo, với mức giá thành khoảng là 24.500.000 đồng thì cái độ đẳng cấp của nó còn vượt qua cả cái dòng phục Holden thần thánh. Nhẹ nhàng như vậy cũng rất kỳ quyến rũ, có đúng không chế? Đây một cái bản dọn cực kỳ tâm huyết đến một người thật có tâm. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.